อาหารchào cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là Cuộc Sống Sài Gòn TV á, đang đứng tại địa chỉ là 41 nè cô chú anh chị, 41 Bùi Minh Trục, phường 5 quận 8, ngay trong cái khu chợ trên đường Bùi Minh Trục này cô chú anh chị. Đây, bánh xèo, bánh khọt, tôm, thịt mực nè, có bánh xèo chay luôn. À, đây cháu, đây là giới thiệu, hôm nay giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị và các bạn món bánh xèo nha, trên đường Bùi Minh Trực nè. Nếu có dịp mình đi ngang qua thì mình ghé mình thưởng thức. Cái này mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ, từ 3 giờ chiều đến khi nào hết rồi. Dạ, là bắt đầu là quán mình là bán từ 3 giờ chiều nha cô chú anh chị và các bạn, cho đến hết. Như một cái này là bao nhiêu em? Dạ 25. Một cái này là 25.000. Dạ. Đây là bánh xèo theo kiểu miền Tây đó nha cô chú. Anh gái đang làm bánh xèo. Bên kia là phân mực ra nè. Đây, phân ra đó. Phân ra là để xong rồi bắt đầu mình đổ vô trong kia luôn, thẳng luôn. Đổ cho lẹ. À. Ở đây ấy, ở bên trong nữa, đút qua bên trong nữa hả? Ờ, thấy đút qua bên trong nữa cô chú anh chị và các bạn, khuôn ở ngoài và khuôn bên trong. Ở đây đó, đó thì ngay chỗ địa điểm này thì có mấy cái vị trí để phía bên trong này cô chú anh chị để ngồi thưởng thức, khách rất là đông luôn. Em gái làm kéo tay quá. Địa điểm này thì gần chỗ phá lấu tài đó quý cô chú anh chị và các bạn. À, cái đây là mang về cho khách mang về. Cái này là mình ăn với rau rừng hay là rau bình thường em? Rau bình thường. À, rau bình thường. Một cái là 25.000. Bánh xèo, tôm, mực, thịt. Bánh xèo miền Tây. Cuộc Sống Sài Gòn TV thì em chia sẻ rất nhiều địa điểm về bánh xèo miền Tây nha, cũng như là miền Trung nè. Đó, thì hôm nay là tại quận 8 thì thêm một địa điểm mới về bánh xèo. Nếu là ai là tín đồ của bánh xèo cũng như là thích ăn bánh xèo á, thì ở khu vực quận 8 này hoặc là khu vực quận 7, nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức nha. Trên đường Bùi Minh Trực. Đó, khách đang đứng phía trước chờ. Dần chín rồi, bắt đầu là em bỏ giá vô. Em bỏ vô trước. À, em bỏ vô trước á hả? Dạ. Để 4 bếp lần, 4 khuôn lần, 2 khuôn ở phía bên này và 2 khuôn ở phía bên trong kia. Rất là bình dân, nhưng mà mình thấy là có tôm, mực. Đặc biệt em gái làm rất là nhanh đó. Cái chảo này bằng gang em ha. Trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ để cái địa chỉ nha ở phía bên dưới nha, cho cô chú anh chị và các bạn
cũng như là cái thời gian bán. Cô chú anh chị và các bạn chịu khó là kéo xuống dưới là nhìn thấy liền hả? Cái này là mình có ship online gì không em? Dạ không ạ. Không, không, không ship online luôn hả? Chỉ bán tại chỗ đây thôi hả? Dạ. À, ở đây chỉ bán tại chỗ đây thôi chứ không có ship online. Ừ. Bốn Bùi Minh Trực cũng gần nghe chỗ phá lấu của chế tài. Chế tài là 105 Bùi Minh Trực. À, cái này là cho khách mang về, khách đứng chờ. Em làm luôn tay nha. Mình vô trong một xíu, mình quay phía trong nè. Trong ở trong này có hai cái chảo nữa, tức là bốn chảo lận. Dạ đây. Ồ đó, à phê. Em thấy là có khu bánh khọt nữa. Mình bán bánh khọt nữa hả hả cô? Dạ. Dạ, bánh khọt là bao nhiêu một cái cô? Dạ 5.000 một cái. 5.000 một cái bánh khọt nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV giới thiệu thêm đến cho quý cô chú anh chị và các bạn, để quý cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức. Ở phía bên trong là cô Đốc, còn phía bên ngoài là con gái của cô Đốc nha. Bánh xèo miền Tây thì nó khác với bánh xèo miền Trung. À, bởi vì bánh xèo miền Trung là những cái bánh xèo nó nhỏ nhỏ thôi cô chú anh chị và các bạn, còn bánh xèo miền Tây thì nó bự hơn. Ăn tại chỗ thì nó giòn rụng mà. Đó, lật lên. Hai cái gì chú ơi? Hai cái gì? Cầm bắt ta. Không đổ nữa. Bánh khọt là bây giờ là chưa làm phải không cô? Khách vô là mới làm thôi phải không? Tức là bánh khọt ngoài bánh xèo và bánh khọt. Nếu mà khách vào ăn bánh khọt thì là bắt đầu là cô mới đổ bánh khọt. Bánh khọt là 5k một cái. Đặc biệt là không có ship đi nha cô chú anh chị, chỉ ở bán ở tại ngay chỗ đường Bùi Minh Trực này thôi. Nếu mà có dịp mình đi ngang qua thì mình ghé mình thưởng thức. Em gái chia sẻ là bán được 2 năm rồi. Phía ngoài đó em làm đó. Đó, khách mua mang về thì cô bỏ trong cột á. Bánh xèo mà trời mưa mình ăn nó rất là hấp dẫn nha. Bánh xèo là trời mưa là ăn bánh xèo thôi, quá tuyệt vời. Dạ. Để phân ra sẽ cái luôn, tức là múc vô trong chén là một chén là bao nhiêu đó? Là hai muỗng em hả? Một cái là hai muỗng hả? Chờ là cái bánh nó sẽ đều. Dạ.
đang đứng chờ để bánh xèo mang về này. Hai cái gì? Chỗ bánh xèo nó kêu xèo. Cái này là mình có bỏ trứng vô không em gái? Dạ, trong bột á. À, mình trộn trứng trong bột á hả? Dạ. Nó vàng á. Mình ra phía trước thì thêm cho quý vị tốn tiền và các bạn đây. Quán 41. Bánh xèo, bánh khọt nè. Khách ngồi ở phía bên trong hết bàn luôn. Tiệm bánh xèo nhỏ nhỏ nhưng mà khách rất là đông luôn nha cô chú. Rất là đông. Trên đường Bùi Minh Chụp. Phân công ra là mỗi người làm một nhiệm vụ. Em gái là đút nè, cô ở phía trong là đút nè, rồi chú là chuẩn bị rau, rồi dọn, còn em trai ấy là chuẩn bị thịt, nhịp nhàng. Bánh rồi. Bánh khọt mẹ đổ à. Cô đang đổ bánh khọt à. Dạ. Anh dồn quay bánh khọt thôi. Đó, còn phía bên trong này cô đang đổ bánh khọt này cô chú anh chị. 5k một cái bánh khọt. Bánh khọt theo kiểu miền Tây luôn hả cô? Nếu mà bánh xèo này là mình của tỉnh nào cô hả? Em đổ bánh xèo với bột chung với nhau. Dạ. Thầy có thêm trứng không? Dạ. Vô là mình ngồi trong mấy cái bàn nè cô chú anh chị và các bạn đó, thấy không bàn nè. Rất là nóng.
có mà đang làm rau. Cuộc sống Sài Gòn TV đó, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn thêm một địa điểm về ẩm thực ở trên đường Bùi Minh Trực nè, quận 8. Nếu có dịp mình đi ngang qua thì mình ghé mình thưởng thức nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Bánh xèo, bánh khọt, bánh xèo miền Tây là 25k một cái. Bánh khọt là 5k một cái à. Trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đều để cái thời gian bán, địa chỉ ở phía bên dưới, cũng như là trong video thì em cũng có thường xuyên đọc để cho cô chú anh chị và các bạn biết được cái địa chỉ. Quý cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha, để Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ nhiều các món ăn đường phố trong thời gian sắp tới. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.